Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 3 tháng 7, vịt thịt miền Bắc khan hàng, giá cao, giá gà công nghiệp ổn định. Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 3 tháng 7 không có biến động. Giá vịt thịt hôm nay bán ra tại các vùng ở miền Bắc vẫn giữ ở mức cao. Giá gà công nghiệp ổn định ở mức trên 30.000 đồng mỗi kg. Giá gia cầm hôm nay, giá gà công nghiệp ổn định. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, mấy ngày gần đây giá gà công nghiệp không có biến động mà vẫn giữ ở mức khá cao. Giá gà công nghiệp hàng sai trên 3 kg mỗi con bán buôn tại trại ở các vùng Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình dao động từ 30.000 đồng đến 31.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng móc hàm hàng đùi, ức, cánh bán buôn cho các đầu mối tiêu dùng với mức ổn định từ 45.000 đồng đến 48.000 đồng mỗi kg. Giá gà ác thương phẩm loại trên 0,3 kg mỗi con bán sỉ từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai trọi dạo dịch ở các vùng Hà Nội, Phú Thọ yên bái trên dưới 60.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá gà lai hồ ổn định ở mức từ 58.000 đồng đến 64.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá gà mì sơn tây vẫn trững ở mức cao từ 110.000 đồng đến 115.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay, vịt thịt miền Bắc khan hàng. Khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các vùng, chúng tôi thấy giá vịt thịt giao dịch ở các vùng miền Bắc vẫn giữ ở mức cao. Giá vịt bầu lai loại từ 2,2 kg đến 2,4 kg mỗi con bán buôn tại trại ở Hà Nội. Hà Nam giao động trên dưới 40.000 đồng mỗi kg, có nơi bán được 43.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán buôn tại trại ở các vùng Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định phổ biến từ 43.000 đồng đến 46.000 đồng mỗi kg, nguồn hàng khá khan hiếm. Giá vịt trắng giao dịch ở các vùng miền Nam giao động từ 33.000 đồng đến 34.000 đồng. Giá vịt siêu trứng thải loại bán buôn từ 82.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi con. Giá vịt trời ổn định ở mức từ 60.000 đồng đến 65.000 đồng mỗi con. Giá gà ta lạc thủy giống bán cho người nuôi giá cao từ 18.000 đồng đến 18.500 đồng mỗi con. Theo hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ, ngành chăn nuôi của Việt Nam trong suốt cả năm 2020 và đầu năm 2021 chỉ có heo là vẫn có lời do nguồn cung thiếu hụt vì dịch tả heo châu Phi trước đó, còn lại, chăn nuôi gà, vị trứng đều thua lỗ nặng nề và kéo dài. Sau Tết, giá bán gia cầm trong nước đang có sự hồi phục nhẹ vì hàng nhập khẩu về giảm hơn trước bởi khó khăn về công tê nơ rỗng cũng như nhu cầu nhiều nước về thịt gà tăng lên. Thế nhưng, với việc tăng giá thức ăn chăn nuôi quá nhanh như thời gian qua thì giá thành đã vượt xa mức tăng giá. Do đó, người chăn nuôi gia cầm tiếp tục kéo dài chuỗi thua lỗ của cả năm 2020 sang năm 2021 và cũng chưa biết khi nào mới hết giá cam sẽ còn tăng nữa do nguyên liệu đầu và tăng cao sẽ đe dọa phá sản ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cảnh báo. Ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi cho biết giá nguyên liệu thế giới tăng mạnh thời gian qua do các yếu tố về mất mùa và nhất là Trung Quốc đột ngột mua nguyên liệu với số lượng kỷ lục dẫn đến giá tăng trên quy mô toàn cầu bên cạnh đó là tình trạng thiếu công te nơ rỗng để vận chuyển hàng hóa cũng làm giá nguyên liệu về đến việt nam tăng lên so với mức tăng của nguyên liệu thì giá bán lẻ tăng thấp hơn nhiều do các doanh nghiệp thường mua hàng chữ rồi đưa vào sản xuất dần ông bình cho biết cũng theo ông bình với các tác động nói trên ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và ngành chăn nuôi của việt nam trong thời gian tới sẽ có những biến động lớn với sản xuất thức ăn chăn nuôi những công ty có nhiều vốn Dự đoán tốt thị trường để mua hàng khi giá còn thấp bây giờ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Do có độ trễ về thời gian nhập hàng và thời gian sản xuất nên đến tháng 4 năm 2021 các nhà máy tại Việt Nam mới đưa hàng nhập khẩu với giá cao nhất vào sản xuất thì giá bán lẻ sẽ tiếp tục tăng nữa. Nhưng như vậy thì không thể cạnh tranh nổi với các công ty lớn vẫn còn hàng giá thấp hơn trong kho. Thị trường thức ăn chăn nuôi sẽ có nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ, thậm chí phá sản vì không phải cứ muốn tăng giá bán cho nông dân là được. Ông Bình cảnh báo đối với ngành chăn nuôi việc phụ thuộc phần lớn vào nguyên liệu thức ăn nhập khẩu là một rủi ro khi giá thế giới biến động cùng với việc chăn nuôi nhỏ lẻ và không có liên kết sẽ đẩy giá thành lên cao và không chia sẻ được rủi ro nên sẽ dẫn đến thua lỗ đây là khó khăn cho ngành nhưng cũng là cơ hội để những doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi từ thức ăn chăn nuôi trường trại đến chế biến kinh doanh thịt phát triển bởi vì những chuỗi này có thể san sẻ được rủi ro trong các khâu nên vẫn đảm bảo có lời hoặc không lỗ và đây cũng là xu hướng kinh doanh mà các nước tiên tiến đã làm, ông Bình nói.